Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp tất cả các tình huống từ những bàn thắng đẹp ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là một fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị lắm đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe kênh của chúng mình nha. Xin chào. Những thiên thần siêu đáng yêu của các ngôi sao sân cỏ. Xin chào các bạn. Các siêu sao bóng đá thì không chỉ gây chú ý nhờ những pha bóng trên sân cỏ, mà ngay cả trong cuộc sống thường ngày của họ cũng rất được quan tâm. Các danh thủ thường rất ít khoe hình ảnh về con cái của mình, nhưng mỗi khi các nhóc tì này xuất hiện đều trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi sự đáng yêu và lém lỉnh. Thiên thần tóc vàng hoe này là Mia Griezmann. Chỉ cần nghe tên thôi thì có lẽ bạn cũng đoán được bố của cô bé không ai khác chính là tiền đạo người Pháp Anthony Griezmann. Dù chỉ xuất hiện vài giây trong buổi lễ đăng quang của đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2012, thì Nora Torres khiến nhiều người hâm mộ phát sốt vì vẻ ngoài tinh nghịch và đáng yêu của mình. Cậu nhóc Leo Torres cũng theo chị xuống sân để ăn mừng chiến thắng của bố cùng với đồng đội. Con trai của siêu sao người Argentina, Lionel Messi, luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mà Messi nhí đã cho thấy được sự lanh lợi, thông minh và nhanh nhẹn. Sau khi đưa xứ Wales vào tứ kết của Euro 2016, Gareth Bale đã có những phút giây vui đùa bên cô con gái đầu lòng, Amber Violet. Chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc này, người ta mới thấy được một Gareth Bale không chỉ mạnh mẽ trên sân cỏ, mà còn là một người đàn ông của gia đình. Marcelo có lẽ là một trong rất ít cầu thủ có sở thích khoe con trên các trang mạng xã hội. Và đây có lẽ là khoảnh khắc mà anh chàng đang dạy Angel cách đối mặt với thủ môn trên sân cỏ. Mặc dù còn rất nhỏ tuổi, nhưng mà hai cậu nhóc nhà Piqué và Shakira đã có rất nhiều fan hâm mộ bởi vẻ đáng yêu của mình. Giây phút mà Barca ăn mừng chiến thắng cúp nhà vua cũng là dịp hiếm mà người ta có thể thấy được nhiều thiên thần cùng xuất hiện trên sân cỏ như vậy. Từ con gái của Iniesta, Suarez, cho đến cậu nhóc thứ hai nhà Messi, Mateo, cùng xuống sân để chia vui với những ông bố.
không thể thiếu phiên bản nhí hoàn hảo của CR7, Ronaldo Junior. Cậu nhóc tài năng này thì vẫn thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ và không giấu được xúc động mỗi khi chứng kiến siêu sao của Juventus ghi bàn. Junior còn cho thấy được mình thừa hưởng năng khiếu bóng đá ngay từ nhỏ. Thậm chí trong những cú dứt điểm của Ronaldo nhí, người ta thấy bóng dáng của CR7. Wayne Rooney khiến cả sân vận động phát cuồng khi mà trong tay dắt ba thiên thần siêu đáng yêu ra sân cỏ. Cậu út kid Joseph Rooney thậm chí còn ngậm trong miệng chiếc tì giả màu đỏ trắng, tông sự tông với bộ trang phục thi đấu của Quỷ Đỏ thành Manchester. Trái với sự lạnh lùng và quyết liệt khi ra sân là hình ảnh rất khác của những ngôi sao sân cỏ khi mà ở bên cạnh con. Marcelo có thể dành hàng giờ chỉ để luyện tập và huấn luyện cho những cậu nhóc nhà mình. Neymar cũng không ngần ngại vỗ về và an ủi cậu quý tử ngay trên sân cỏ. Còn Eden Hazard và cậu con trai đam mê đá bóng của mình thì đã có màn giao đấu ấn tượng như thế này ngay khi trận đấu giữa Chelsea và Leicester kết thúc. Đây có lẽ là bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quần đùi áo số của cậu nhóc này khi mà chơi cho Chelsea. Bàn thắng được ghi trong sự reo hò và cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên trên sân. Chẳng ai còn xa lạ với những thiên thần nhà Pep Vic. Nhưng khi mà cậu con trai cả của cựu tiền vệ người Anh vào sân thay cho người cha nổi tiếng của mình thì chắc hẳn là khoảnh khắc mà ai cũng phải chú ý. We'll be right back.
Ronaldo đã chứng tỏ mình là một ông bố vô cùng nghiêm khắc khi mà luyện tập cùng Juninho. CR7 thì không ít lần chia sẻ rằng anh muốn cậu cả theo sự nghiệp cầu thủ của mình. Do vậy, chân sút người Bồ Đào Nha đã sớm giúp con có được những tố chất để hoàn thành mục tiêu trên như rèn luyện sức bật, tốc độ, sức dẻo dai. Trên đây là những thứ thần siêu đáng yêu của các ngôi sao sân cỏ. Nếu mà bạn yêu thích khoảnh khắc nào trong video này, hãy chia sẻ ngay với chúng tôi bằng cách để lại comment ở phía bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Mr. Zero để có thể đón xem những video mới nhất từ chúng tôi.